sẽ đi mét mẹ cho mày coi. Chị không có, chị không có, em đừng mét mẹ, mẹ quấn chị chứ. Tôi ra đây, để tôi nó mét mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Con gái yêu. Con Tấm nó chửi mẹ con mình, nó xấu mẹ con mình quá trời kìa. Nó nói mẹ con mình ác độc, đồ quýnh đập nó, không cho nó ăn uống đàng hoàng. Mẹ sống từ xưa tới nay hiền luôn, mình dám nói mẹ vậy đó. Đúng rồi, mẹ con mình mà. Ừ, thôi con gái yêu của mẹ. Bây giờ con xuống dưới bếp lấy cái chỗ trà lên cho mẹ. Mẹ con mình xử đó. Dạ. Lẹ đi con. Mẹ, giỏi nè mẹ. Giỏi lắm con. Nó đang đâu? Nó đang ngoài trước á mẹ. Mẹ con mình đi. Con Tấm đâu? Dạ con nè mẹ. Mày mới vừa nói cái gì tao? Dạ con có nói, con có nói. Chị nó xấu mẹ con mà đó mẹ. Con có dám nói mẹ ơi. Tao nói cho mày biết nha. Thằng cha mày đấy, nó chết rồi. Mày ở đây với tao thì phải nghe lời tao. Yeah. Tao nuôi mày ấy. Mày biết mệt lắm mà mày biết cực khổ lắm không? Yeah. Mày có cái lỗ tai để làm cái gì vậy? Nè mẹ ơi. Chị mày nói xấu mẹ con tôi, nó xuống chị. Mày bị lãm tai mày cũng phải nghe. Mày cũng phải nghe lớn thôi chứ đâu phải mày bị điếc luôn đâu. Yeah. Làm không mày đâu làm. Mày có tao như mày. Tao con quỷ. Tao con quỷ. Tao con quỷ. Con quỷ. Thôi mẹ, đừng quýnh nữa mẹ chết đó mẹ. Nhà mình chưa hết đồ ăn rồi mẹ. Mình kiếm đi bắt cái gì cho mình ăn đi. Trời ơi, xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Mày nhé. Không còn làm mà đâu có ăn à. Một hồi nữa làm hết công trình cho nhà cho tao. Yeah. Mày không làm thì mày có cái đồ chó đi nha. Dạ, dạ. Xích lên đây một xíu. Đúng rồi. À mẹ, chiều nay nhà mình hết gì ăn rồi. Mẹ kêu chị Tấm đi bắt cái cho mẹ con mình ăn đi. Từ từ. Dạ. Để mẹ coi. Tấm đâu? Tấm đâu? Vô tao biểu. Tấm đâu? Vô tao biểu. Dạ dạ mẹ. Lê mẹ. Con mẹ. Mẹ tôi kêu mà chị làm gì lâu vậy? Chị quét nhà. Đây, có gì đâu. Mẹ. Biết cái gì không? Dạ biết. Cái gì? Dạ cái áo. Dạ thích. Con thích không? Dạ con thích lắm mẹ. Đâu, để mẹ yếm thử nha. Wow, đẹp quá. Con gái này bao nhiêu đẹp quá. Bây giờ mẹ đưa cái giỏ này. Dạ. Hai con ra ngoài ruộng. Đây giỏ cá cho mẹ. Đứa nào bắt nhiều hơn đưa nó được cái bảo. Dạ mẹ. Bảo là phải là của tao. Sao tới giờ này mới về? Con cá đâu? Đi bắt cá cả buổi mà không có con nào hết chứ vậy? Thấy con cá không? Con gái con lứa gì đó hả? Con quỷ! Cha mày chết rồi, mày ở đây với tao. Còn mày dám vậy đó hả? Tao cũng mang mày làm hết cho mày lắm rồi đó. Lấy cho con cá này ra sao mày hả? Nhanh! Lê bê! Chậm chậm không có giống gì hết. Giống con cái mẹ nó vậy đó. Cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm thẳm, cháo hoa nhà người. Con này gan dám lấy cơm nhà này cho con cá ăn. Mày no tao sẽ đi mét mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Hả? Tấm chỉ lấy cơm nhà mình chỉ cho con cá ăn. Thì mẹ bữa giờ mới thấy đó. Nhỏ
này gan. Đúng rồi. Dạ, mấy cơm nhà tao cho con cá ăn. Bắt nó. Cầm con nhỏ đây nè. Đi mẹ con. Đây nè. Con nhớ. Bông bông bông. Con nhớ là nó kêu nè. Bông bông bang bang lên ăn cơm vẹn cơm bạn nhà ta. Chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Nó lên gì nè. Nhưng là muốn ăn đi mẹ. Con khó đi. Đi mẹ, mẹ đi. Đi nhà đi. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm hẹn nhà ta chứ ăn cơm mặn cháo hoa nhà người. Bóng ơi bóng, bóng ơi bóng, bóng đâu rồi? Mẹ, mẹ ơi, bóng ngoài đình đang mở hội du đang diễn vợ kìa mẹ. Cái gì? Diễn vợ ai mang thợ? Con nghe nói là ai mang vợ ra hài vua sẽ. Mẹ con mình đi đi. Xinh đẹp đẹp lên. Đúng rồi. Đưa trọng nó. Cho nhìn lên con. Bằng cái áo mẹ mới mua đó con. Ờ. Ta sẽ là vợ. Ôi lộn. Ta sẽ là mẹ của vua. Mẹ cho con đi với. Đi cái gì? Đi đâu? Cho con đi lễ hội với mẹ. Chị đừng có học. Quét nhà chưa? Dạ con làm xong hết rồi. Rửa chén chưa? Dạ rồi. Giặt đồ chưa? Dạ rồi. Cho heo ăn chưa? Dạ làm xong rồi mẹ. Chuyện gì cho mẹ? Con chọn lấy ra cho mẹ. Dạ. Ở dưới bếp đó nha. Dạ. Lẹ lên con. Lẹ đi con. Lẹ. Dạ mẹ. Biết cái này cái gì không? Dạ con biết. Cái gì? Dạ đậu xanh. Cái này là cái gì? Dạ đậu đen. Việc của con rất đơn giản. Bây giờ vậy nè. Dạ. Con lựa cho mẹ đậu xanh nha, đậu xanh. Đậu xanh và đậu đen. Xong hết được đi để nha con. Mẹ ơi mẹ. Mẹ mẹ nói thì con phải nghe chứ con. Lựa xong được đi nha. Dạ. Theo con. Đi thôi. Giống gì con, bữa nay thì tao mới đi học ở trên thiên đình ông Ngọc Càng ông dạy một cái lớp chìa khóa, tại vì ta là học hơi yếu cái môn đó cho nên là ta đi học thêm. Dạ. Nên là ta mặc đồ vậy. Tại sao con khóc? Dạ tại con muốn đi lễ hội mà mẹ không có cho con đi. Mẹ bắt con phải lựa đậu đen ra đậu đen, đậu xanh ra đậu xanh nè ông Bụt. Ông Bụt giúp con với ông Bụt. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ giúp con, ta sẽ kêu nguyên cái đám chia sẻ đó để mà giúp con giải quyết cái nón đậu này. Dạ. Dạ con còn nhớ bốn cái chung mà ta kêu con chôn dưới đầu giường không? Dạ con nhớ. Rồi bây giờ con hãy đào nó lên, nó sẽ giúp được cho con. Dạ con cảm ơn con. Đúng rồi. Cái gì vậy? Tôi ta giúp bà. Được rồi. Trời cái gì vậy? Tôi ta giúp bà. Cái này con đi trước nha. Ôi, trời ơi, mẹ đi trước. Cái này là của mẹ, con hiểu không? Cái này của mẹ. Dạ. Ủa, sao mẹ lại vậy? Chức quà hậu của mẹ. Rồi, mẹ cứ thử trước đi. Dừa nè con. Trời ơi, dừa khinh luôn. Dừa rồi, mẹ dừa rồi.
Dừa đâu dừa? Còn dưa đang thức nè. Dừa mà. Dừa đâu? Tại vì hôm qua ăn cái chân nó bự ra. Không có dừa. Trời ơi. Dừa mà. Dừa. Dừa. Trời ơi trời, dừa mà. Không có dừa. Dừa đi thôi. Còn tôi, còn tôi. Đôi hài này là của tôi. Nàng có gì làm chứng? Đây là đôi hài của nàng. Đây ta có chiếc hài còn lại đây. Đúng rồi anh Hương ơi, là nàng ấy. Hay là cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng. Mẹ tức quá. Tao giải là của chị ta kìa. Vậy mà giấu giếm mẹ con mình bữa giờ. Tao thấy là tao bực cái mình rồi. Không được, con không muốn. Tấm ơi. Dạ con nè mẹ. Nay vợ cha chắc con cũng biết. Hồi xưa cha con thích ăn chầu cao dữ lắm. Mà nay chân mẹ già yếu, đau nhức quá. Con cám không biết leo nữa. Dạ mẹ. Hay là nay con leo lên để con hái cao. Để con xuống con cúng cha nha con. Dạ. Cây cao ngoài vườn đó con. Dạ lấy con đi. Dạ. Để mẹ cho lấy đồ cái nha con. Đúng rồi con ơi. Leo cao rồi nữa con ơi. Cao dạ. Trên ngon lắm. Được chưa mẹ? Cao rồi nữa con. Cao nữa. Trên kia kìa con ơi. Kìa. Quay cao trên kia kìa con. Mẹ ơi, kiến nhóc luôn kìa. Ồ, kìa. Ai? Cám, vô lấy cái dao cho mẹ. Dạ. Lẹ con. Lẹ luôn. Trời ơi, kiến quá trời kiến rồi. Cám ơi, lấy dao cho mẹ. Lẹ con. Dạ. Lẹ lên. Nhanh mẹ. Để mẹ vừa kiến cho con nha. Hay là con ở là con gái của ta đi. Dạ dạ. Có ai ở nhà không vậy? Cho Đức Vua tôi xin một miếng nước. Dạ không, có chuyện gì không ạ? À, mời Đức Vua với mấy cô vô dùng trà và nước. Nhà tôi cũng có chầu nữa. Nhà tôi không có gì ngoài chầu ngon cả. Rồi Đức Vua vào đây. Dạ mời Đức Vua dùng chầu ạ. Chầu ai tim mà đẹp thế, có phải già tim không? Dạ thưa, đây là chầu của Tấm, con của ta tim ạ. Tấm ơi, ra đây mẹ biểu. Dạ thưa mẹ. Tấm, có phải là nàng không? Dạ là thiếp đây hoàng thượng. Nàng Tấm đã cưới Đức Vua, cho dù bao ngày qua bất hạnh, và ông Bụt trao điều tốt cho người lành. Giờ đã biết lớn biết khôn, bao mộng mơ ngày xưa để dành. Chỉ muốn mãi mãi có em, tay cầm tay thật chặt bên anh. Và mỗi lúc nghĩ đến em, anh lại thấy như có sức mạnh. Cùng nhau mình đi đến cuối chân trời màu xanh. Quân bay đâu?
lôi mẹ con nhà Cám ra chém đầu cho ta. Chàng xin chàng hãy tha cho mẹ và em của em. Vua tha mạng, vua tha mẹ con, xin lỗi vua, xin lỗi quần hùng, tha mạng. Thôi được rồi, ta sẽ cho hai mẹ con ngươi về quê. Dạ, 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 dạ